Chúc mừng năm mới cả nhà. Ui, thằng cháu chàng về quê ăn Tết đây à? Dạ vâng ạ. Năm mới, năm Quý Mão, cháu chúc cả gia đình mình không có ai sống giống như con chó cả. Sao cháu lại chúc thế? Thì năm con mèo, mà người ta hay nói là đánh nhau như chó với mèo. Cháu chúc thế là muốn gia đình mình luôn hòa thuận, êm ấm đấy bác ạ. Hay, thằng này giỏi, bác cảm ơn. Mấy thằng cu ra đây, để anh mừng tuổi nào. Ê mày ơi, chuẩn bị nhận tiền mừng tuổi của ông học rốt nhất họ đấy. Đây, các em đang được nhận tiền mừng tuổi của một người vừa tốt nghiệp trường đại học với tấm bằng giỏi đấy. Cố mà nói gương anh nhé. Có muốn xem bảng điểm của anh không? Đấy, giới thiệu với cháu. Em Tèo vừa đạt được huy chương vàng toán học toàn quốc. Còn em Tí vừa nhận được học bổng thừa phần của Harvard đấy. Không thể để thua chúng nó được. Một trí tuệ thông minh phải ở trong một cơ thể cường tráng. Lúc anh học ở trường, anh luôn đứng đầu ở mọi bộ môn thể chất. Khi ra trường, được rất nhiều công ty mời đi làm những việc như bốc vác, để xe bò, chạy xe ôm mà anh vẫn chưa ưng đấy các em ạ. Ấy, em Tí được gọi vào đội tuyển Việt Nam để tham dự vòng loại World Cup. Còn em Tèo đã phá kỷ lục bơi 100m của chị Ánh Viên. Tai em ý vẫn còn đầy nước kia kìa. Quý hóa quá. Mà thời đại mới rồi, chúng ta phải biết vừa học vừa chơi. Thế các em có biết chơi liên quân không? Anh thông thạo bậc S, Van Thìn, danh kim cương rồi đấy. Ê, em cao thủ rồi anh ạ. Còn em, trình thách đấu rồi anh ơi. Cỡ anh mà đánh với bọn em, người ta lại bảo anh là tuổi chó vì cấm tinh con gà đấy. Thách đấu mà mặc quần áo xấu cũng chẳng ăn thua. Anh đang sở hữu bộ skin thần tài Triệu Vân và Slim G cực đẹp. Các chú tuổi gì mà có được. Ôi, Tết đến ai mà chẳng có quần áo mới. Đầu năm mà vào liên quân, cả năm tài lộc dần dần anh ơi. Có tài nhưng cũng cần phải có đức. Từ năm lớp 1 đến năm lớp 12, anh luôn được hạnh kiểm tốt, được bạn bè mời chép bài và được thầy cô nhờ đứng lên phát biểu đấy. Ấy, các em nhà bác đều là những tấm gương đạo đức tiêu biểu của xã. Em Tèo nhặt được 20 tỷ của người đi đường làm rơi, đã nhặt lại và đem nộp cho các chú công an. Còn em Tí đã dành hết toàn bộ số tiền mừng tuổi từ bé để quyên góp cho chương trình Cặp Lá Yêu Thương đấy cháu ạ. Thế nào anh chàng, tiền mừng tuổi dành cho người có cả trí và đức đâu rồi? Hay là đã nuôi cô bán trà đá với anh chủ quán bia rồi đúng không? Kìa chàng, cháu làm sao đấy? Cháu xấu hổ quá. Đi làm vất vả cả năm, về quê ăn Tết mà chẳng bằng ai cả. Còn thua cả đám con nít. Nhục, nhục quá. Sao cháu lại nghĩ vậy? Tết đến, xuân về, cả nhà chỉ cần nhìn thấy nhau bình an, mạnh khỏe là bác và mọi người đã hạnh phúc lắm rồi. Gia đình phải là nơi cháu trở về làm chính mình. Không có lớp mặt nạ nào, cũng không có lớp vỏ hào nhoáng nào cả. Chỉ có chính cháu là đứa con yêu dấu của cả nhà mà thôi. Dạ, cháu hiểu rồi. Nhà là nơi để về, chứ không phải là nơi để khoe. Nhưng cháu vẫn có chút tủi thân lắm bác ạ. Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Bọn trẻ con, dù có thế nào cũng làm sao bằng được cháu. Đã đứa nào có người yêu như cháu đâu. Cháu kiểu gì chả có người yêu rồi.